Có một việc mình muốn chia sẻ với mọi người. Vừa cái video mình muốn chia sẻ một cái rắc rối nhỏ mà mình gặp khi mà mình phải xác nhận cái mã pin, và chỉ sau đúng có 2 ngày thì cái mã pin đã được đến tay mình như này. Và cái lỗi đó, mở cái kênh của mình ra, được chưa? Đây là cái kênh của mình này. Sau đấy các bạn sẽ ấn vào cái trỏ, cái biểu tượng nói về các thông số, và mình cũng nói thật là mình không giỏi về các cái thông số đấy. Các bạn có thể tìm các video trên mạng để biết rõ hơn cách đọc các thông số. I keep going on you. Don't, you don't have to look at me. Hi, xin chào mọi người đến với kênh Nga và Larry. Lời đầu tiên mình muốn gửi lời chào đến ông bà cô chú và các anh chị em đang theo dõi kênh. Mình xin nói trước, cái kênh, cái video này không phải là để mình khoe khoang thành tích gì đâu, mà mình thật sự muốn chia sẻ, và nó cũng như là một cái thành quả bước đầu của mình sau bao nỗ lực mình cố gắng làm YouTube. Để được cái thành quả ngày hôm nay đấy không đơn giản chỉ là mình cứ up video là xong đâu, mà mình phải nỗ lực đằng sau để được, đằng sau đó mình phải nỗ lực rất là nhiều để cho ra được video theo đúng cái gọi là cái dự tính của mình này, rồi đúng như ý mình muốn này. Nó không đơn giản. Và hôm nay thì mình muốn chia sẻ một cái rắc rối nhỏ mà mình gặp khi mà mình phải xác nhận cái mã pin ý. Khi mà mình, cái kênh của mình được bật kiếm tiền rồi thì các anh chị em đều biết là phải đủ 10 đô la, kiếm được 10 đô la thì mới được gửi mã pin. Và cái mã pin đấy sẽ được gửi bằng đường bưu điện thông qua cái địa chỉ mà mình cung cấp trên Google AdSense. Mình đã làm đầy đủ các bước nhưng mà lại có một cái lỗi nho nhỏ, đấy chính là mình điền sai thông tin của cái mã bưu điện nơi mà mình đang sống. Thành ra phải đến lần thứ 3 mình yêu cầu gửi lại thì Google AdSense mới gửi cho mình, và chỉ sau đúng có 2 ngày thì cái mã pin đã được đến tay mình như này. Và cái lỗi đấy làm sao mà mình nghĩ là rất nhiều người sẽ bị. Thứ nhất là cái địa chỉ của mình rất chưa đúng hoặc khó tìm. Thứ hai, cái quan trọng nhất là cái mã bưu điện của cái thành phố hoặc cái tỉnh nơi mình sống nó phải chính xác, nó phải tra cứu. Mình thì rất là ngây thơ, nghĩ cái mã của Hà Nội là 10.000, nhưng mà đến 2 lần đầu mình thử cái mã đấy đều không thấy được. Mình phải đợi, mất mỗi lần đợi đến mất 3 tuần nhé, 3 tuần mới được gửi lại một lần. Thì lần thứ 3 mình mới tra cứu trên Google thì mình hỏi là mã bưu điện của Hà Nội là gì. Thì hiện tại theo cái bản cập nhật mới nhất nó là 11522, mã của bưu điện. Vì vậy các tỉnh thành khác hoặc là những nơi khác, hoặc là cái nơi bạn sống, nó sẽ có cái mã bưu điện khác nhau. Để cho an toàn thì mọi người hãy chuẩn bị sẵn, hãy tra cứu sẵn đi. Đến khi mà cái YouTube Studio kênh của bạn nó báo là bạn đã đủ xác minh ấy, thì lúc đấy hãy vào. Một lát nữa thì mình sẽ quay cho các bạn biết là cách tìm và là cách vào để nhập xác minh cái mã pin là như này. Mình vẫn chưa bắt đâu nhá. Để mình muốn quay cái video này như mình nói không phải để khoe khoang, mà mình muốn làm kỷ niệm và muốn chia sẻ thôi. Và thật sự là hôm nay khi nhận được nó vô cùng hạnh phúc luôn. Mình phải đợi mất gần 2 tháng rồi để được có cái mã pin này. Có nghĩa là mình được phép gửi là từ 24 tháng 1 cơ, mà đến tận bây giờ là tháng 3 rồi. Mình giữa gần cuối tháng 3 thì mình mới nhận được cái này, nên ra là mình rất rất là vui sướng và mình muốn chia sẻ với mọi người. Bên cạnh đó thì mình cũng xin chia sẻ một chút là những cái khó khăn đầu tiên khi mình bắt đầu bước chân làm YouTuber ấy. Mình khi mà mình bắt đầu, trước khi mình quyết tâm làm ấy, mình đã dành ra 1 tháng chỉ để đi xem các kênh lớn, là xem cái nội dung người ta trình bày này,
xem họ ta luôn đặt câu hỏi là tại sao họ nổi tiếng, tại sao họ được go viral, có nghĩa là được lan tỏa khắp nơi, rồi họ có cái điểm gì duyên dáng trong cái video của họ. Sau một tháng mình ngồi mình nghiên cứu như thế thì mình tìm ra là cả quan trọng nhất cái kênh đấy phải có nội dung, cái content ấy, nội dung đấy các bạn phải xoáy sâu vào những vấn đề gì. Nếu bạn là một kênh chuyên ẩm thực thì chỉ có ẩm thực, nếu bạn chuyên làm một kênh mukbang thì chuyên mukbang chẳng hạn, hay là nếu bạn là du lịch khám phá thì như nào đó, thì các bạn phải có một cái content rất là ổn định và chắc chắn là khai thác được lâu dài. Với mình thì khi mà mình xem các kênh đấy, mình rút ra à, mình có nội dung đấy, mình có rất nhiều thứ để chia sẻ. Mình đến bây giờ mình vẫn còn hơi hối tiếc là mình, nếu mình làm YouTube sớm hơn khoảng mấy năm về trước, khéo kênh mình cũng sẽ là một kênh lớn rồi. Bởi vì mình thật sự cái cuộc sống của mình này, kể cả công việc của mình, nó luôn khiến cho mình phải hoạt, phải năng động, phải thật sự năng động và luôn luôn có những ý tưởng mới. Thành ra nếu mình không làm thì mình phí quá. Và cái việc làm YouTube may của mình ấy là bắt đầu là từ đại dịch Covid ấy, nó đã nhen nhóm từ khi bắt đầu mình phải ở nhà và thất nghiệp. Thế là mình à, thôi thì nghĩ bắt đầu chỉ làm kênh cho nó, nhiều các anh chị bảo làm up chơi chơi thôi. Nhưng mà mình nói thật các bạn nhé, các bạn làm cái gì chăng nữa, kể là YouTuber, từ những cái kênh từ con số 0 như mình ấy, đừng bao giờ nghĩ là làm chơi. Một khi đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn, làm thật sự bằng hết tâm sức của mình và phải kỹ tính với từng video của mình, chứ đừng cứ quay liên thiên rồi cứ up bừa lên bảo là rồi đợi đề xuất rồi mọi người, không có chuyện đấy đâu. Tất cả những cái kênh, kể cả kênh vlog khác, nếu các bạn để ý, mọi người đều có một cái nội dung để xoáy vào, để khai thác và có cái duyên riêng của người ta, vì vậy người ta mới được gọi là nhiều người quan tâm để chú ý. Mình, quan điểm của mình, khi mà xem những kênh lớn thì mình phải rút ra những cái bài học như vậy. Và mình ngay từ đầu là mỗi một video ra, có thể mình ra hơi chậm, một tuần một video chẳng hạn, mới đầu là mình chưa quen, mình sẽ phải học cách truyền tải nội dung này, hãy rồi cách gì nhỉ, cách kể chuyện này, rồi thời lượng bao nhiêu, rồi nghiên cứu thời điểm nào mình lên chiếu này, và mình lên gọi là edit cái video ấy theo chiều hướng nào, theo cái kiểu vui vẻ hay là theo kiểu nó nội tâm, hay theo kiểu kiến thức bao la, hay chỉ đơn giản là truyền tải những cái hình ảnh đẹp chẳng hạn. Thì bạn phải xác định được kênh của mình muốn cái gì đã, rồi chúng ta chỉ tập trung vào cái đó. Điều nữa mình xuyên thật sự các bạn lấy làm YouTube rồi là hãy tập quay video đã, đừng quay video kém quá chất lượng. Kể cả bạn dùng cái điện thoại bạn quay cũng được, nhưng tối thiểu bạn phải đảm bảo nó đừng có rung lắc, đừng có lia mạnh, đừng có làm khán giả chóng mặt. Họ phải thấy được một cái gì đó trong mỗi video của bạn thì bạn sẽ có cơ hội được lan tỏa. Chứ nhiều người bảo cái video tôi quay này không tốt, nó bị rung lắc, do tôi quay không có kinh nghiệm, thì hãy tập quay đi đã, rồi hẳn up. Quay đến khi nào mình cảm thấy hài lòng, mình chưa hài lòng thì khán giả còn khó tính hơn. Vì vậy mình thật sự khuyên các bạn, nếu làm YouTube thì hãy tập trung vào nội dung là một, cách quay, cách chỉnh sửa và cách truyền tải nội dung. Thêm một điều nữa mình khuyên thật sự là cái cách ăn nói của chúng ta rất quan trọng. Đấy là chúng mình phải nói cho đa số mọi người khán giả phải hiểu. Đừng dùng từ gì nó quá đặc biệt, đừng dùng từ gì hoặc là dùng cái âm thanh điệu của mình nó quá đặc trưng vùng miền, mà chỉ có vùng miền bạn hiểu mà các vùng miền khác người ta không hiểu, thì cái video đấy cũng không có giá trị lan tỏa. Nên là chúng ta hãy nói để người khác hiểu, đơn giản, dễ hiểu, dễ nghe và dễ nhập tâm. Còn bây giờ thì mình nói hơi dài, mình sẽ chuyển sang giai đoạn thứ hai là bóc cái này và cách xác minh trên máy tính như thế nào. Mình đã chờ đợi cái giây phút này suốt từ lúc bắt đầu chính thức gọi là quyết tâm làm ấy, là từ 23 tháng 7 là ngày đầu tiên mình up cái video giới thiệu về kênh, cho đến bây giờ đã là bao nhiêu nhỉ, 4 tháng nữa thì sẽ là được 1 năm, hiện giờ đã là được 8 tháng rồi. Đến được cái thành quả này, mặc dù nó không phải xuất sắc
Nhưng mà sao mình nghĩ là nó cũng không phải quá chậm. Và mình cảm thấy hài lòng với những gì mình đã cố gắng thực sự trong gần 8 tháng qua. Và bây giờ hãy cùng bác với mình. Đây là giây phút đặc biệt lắm đấy. Yes. Mình cũng chưa hề bóc nhé. Đây này, nó còn nguyên đây này. Nó dính. Địa chỉ à, mình sẽ phải lưu lại cái tờ này ấy, như là cái tờ gọi là thế nào nhỉ? Cái vật chứng kỷ niệm ấy. Đối với cái ổ cây thì nó chỉ là một cái móng tay thôi, người ta làm rất là nhanh. Nhưng mà đối với mình thì mình làm cái con số 0 phải học hỏi rất nhiều, phải đi giao lưu, phải nói chuyện, phải trao đổi rất nhiều thì mình mới được cái thành quả này, thì mình đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Mình không có nhu cầu thành những gọi là ước mơ gọi là 10.000, 100.000 thì là những ước mơ mình sau này mình phải đạt, cố gắng đạt. Nhưng mà bao giờ đạt được thì mình cũng không dám nói mạnh. Còn hiện tại thì mình đã rất hạnh phúc với thành quả của mình hiện tại. Và đây là của mình, hãy nhớ mã số pin của mình sẽ dùng nó ngay bây giờ. Đây, quay nào. Cùng mình sẽ chuyển ra câu đoạn xác nhận mã pin trên máy tính nhé. Cảm ơn mọi người theo dõi video. Trước khi vào vị trí chính thì nếu ai là người đăng ký mới thì hãy vui lòng cho mình xin một đăng ký kênh, một ngón tay xinh đẹp để ủng hộ kênh nhé. Hãy ấn nút chuông bên cạnh để khi nào mà có video mới thì sẽ nhận được thông báo về video của kênh mình. Nên cảm ơn mọi người. Đầu tiên các bạn sẽ mở cái trang web, gọi là cái kênh của mình trên website như thế này. Trang YouTube ấy, mở cái kênh của mình ra. Được chưa? Đây là cái kênh của mình này. Sau đấy các bạn sẽ ấn vào cái trỏ, cái biểu tượng của cái hình kênh ở bên góc phải trên của màn hình, và ấn vào cái biểu tượng đấy thì nó ra là các cái lựa chọn. Trong đấy mình tập trung vào cái chữ YouTube Studio, có nghĩa là như là cái phòng quản lý cái nội dung kênh của mình ấy, và chúng ta ấn vào đấy. Sau khi ấn vào đấy thì mọi người sẽ nhìn thấy cái tổng quan về cái trang của kênh của mình, nó đang nói những lên kiểu gì. Kênh của mình thì nhỏ thôi, không to lắm, tiền kiếm cũng rất ít vì nó mới nhỏ mà. Và hôm nay mình sẽ không tập trung nói về các thông số, và mình cũng nói thật là mình không giỏi về các cái thông số đấy. Các bạn có thể tìm các video trên mạng để biết rõ hơn cách đọc các thông số và để quản lý kênh của mình cụ thể và chi tiết để xem hướng phát triển của mình đến đâu. Còn hôm nay mình sẽ chỉ nói về đến cách làm sao nhập được mã pin vào ở trong cái này. Khi chúng ta mở được cái trang này rồi thì bắt đầu chúng ta nhìn sang bên trái của màn hình, kéo xuống bên này có chữ kiếm tiền. Ở trên máy tính của mình nó đang cài bằng tiếng Việt nên là nó sẽ toàn hiện tiếng Việt. Còn nếu tiếng Anh thì các bạn chịu khó một chút thì bạn nào biết tiếng Anh thì cũng chắc cũng sẽ bỏ vào thôi. Ví dụ như là money hay là monetize gì đấy. Mình quên mất cái từ đấy rồi. Và ấn vào đây. Này, trong cái phần kiếm tiền này thì mình đã đạt được các cái chỉ số cơ bản như là 1.000 người đăng ký trở lên. Rồi 4.000 giờ trong vòng 1 năm thì cái đấy đầu tiên là phải đạt được đã. Khi đạt được và bật kiếm tiền, kể từ lúc bật kiếm tiền đến khi mình được phép nhận mã pin thì mình đã nói là phải được kiếm đủ 10 đô đúng không? Thì tự khắc cái bên này này nó sẽ cho mình cái thông tin là bảo mình là sẽ phải gửi địa chỉ mã pin vào đâu đấy. Thì chúng ta sẽ ấn vào cái chỗ hoàn tất trong ASE này để nhập cái mã pin. Mã pin của mình đây nhá. Rồi, mọi người nhìn thấy không? Đây là cái phần thanh khoản của YouTube dành cho mình hàng tháng. Nó sẽ là sau 28 ngày thì nó bắt đầu mới gửi về cho mình. Có nghĩa cái này chỉ là cái số của tháng 1, tháng 2. À, của tất cả các tháng mà mình kiếm được. Thì thật ra thì chỉ có 2 tháng, 3 tháng gần đây thì bắt đầu nó mới kiếm tiền thật sự. Chứ kiếm tiền thật sự là bắt đầu có tí tiền. Chứ mấy cái tháng đầu mình bật mình không có người xem ấy, gần như là nó chỉ 0.01, 0.05, nó rất là chán. Lúc đấy mình nhìn vào đấy mình cũng không biết bao giờ mình đạt được 10 đô để nhận được cái mã pin. Nên giờ khi nhận được là mình thấy rất hạnh phúc. Nhiều khi tiền ở đây ấy, thì thật ra mình không quan trọng nó là bao nhiêu tiền đâu, nhưng mà quan trọng là mình muốn được nhận được những cái, đạt những cái bước cơ bản nhất
của một YouTuber thôi. Và đạt được như thế mình chứng tỏ là mình cũng đã cố gắng, mình lao động thật sự và mình cũng có chút một chút thành quả. Và bây giờ thôi, mình lan man vừa phải. Bây giờ mình sẽ trở lại vấn đề là xác minh. Các bạn nhìn cái chữ xác minh ở góc bên này chưa? Và chúng ta sẽ ấn vào đây. Rất đơn giản. Ấn vào đấy các chị. Mình đã xác minh trước khi nhận mã PIN, người ta sẽ bắt mình xác minh danh tính này, rồi xác minh mã số thuế. Cái này mình cũng thể tra cứu được thông qua gọi là chứng minh thư nhân dân của mình. Còn bây giờ cái bước để mà được thanh toán hàng tháng chính là xác minh địa chỉ. Thì đây, cái ô này mình phải nhập mã này. Rồi, đây là cái thao tác mình rất là mong muốn. Xong, vậy là đã xác minh xong rồi đấy mọi người. Đây này, còn có cái chữ đã xong này. Còn cái phần thanh toán này này, thông tin thanh toán này, thanh toán ASEAN này. Mình đang đợi nó xem có báo cái gì. Đây, thu nhập của bạn này, chúng tôi sẽ thanh toán mỗi tháng nếu tổng số tiền đạt ít nhất 100 đô. Ngưỡng thanh toán tối thiểu nhá. Ở các nước nó sẽ các ngưỡng khác nhau nhưng mà nó sẽ quy chung quanh khoảng 100 đô quy đổi ra thôi. Đây, tháng 3 này, từ tháng 1 tháng 3 này. Đấy, mình chỉ hy vọng là một tháng 100 đô là hạnh phúc. Còn tháng 1000 đô thì không mơ ước. Bây giờ một tháng thì chỉ có được 14-15 đô thôi. Thành ra nó quá ít. Còn đây là cách nhận thanh toán, phương thức thanh toán này. Chắc là khi nào mà đạt được cái ngưỡng 100 đô ấy, thì nó sẽ cho mình gọi là thêm các cái phương hướng dẫn tiếp về cái thanh toán. Đến lúc đấy thì mình sẽ lại hướng dẫn thêm. Còn nếu bạn nào thực sự quan tâm thì mình sẽ làm tiếp video về vấn đề đấy. Còn không thì mình xin phép được dừng tại đây. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hãy rất mong mọi người ủng hộ kênh, hãy xem video của mình. Xem hết là hạnh phúc lắm rồi. Còn nếu các bạn không bỏ qua cả quảng cáo thì càng tốt. Còn mình cũng chỉ mong là các bạn ấn vào video mỗi khi có thông báo của mình, là mình rất cảm ơn mọi người. Một lần nữa cảm ơn mọi người và hẹn mọi người ở các video tiếp theo. Hy vọng video này sẽ giúp ích được cho các bạn phần nào làm quyết định làm YouTuber. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye.